khi mà các bạn thấy chóng mặt đó mà đầu óc nó quay cuồng nhà cửa cây cối nó quay quay tròn tròn trên đầu các bạn này thì như vậy mới gọi là rối loạn tiền đình nha các bạn nha chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 106 của phòng khám thành trị xin kính chào quý vị kính thưa quý vị mỗi khi chúng ta đứng lên ngồi xuống thấy chóng mặt say sẩm ù tai hoa mắt đi khám bác sĩ thường chẩn đoán là bị rối loạn tiền đình Vậy rối loạn tiền đình là bệnh gì? Trong chương trình tuần này mời các bạn cùng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ trình bày để chúng ta hiểu rõ thêm về căn bệnh này. Mời các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Như dược sĩ Ngọc Quyên vừa giới thiệu thì trong chương trình tuần này tôi sẽ trình bày với quý vị một cái căn bệnh rất thường gặp đó là bệnh rối loạn tiền đình trước khi mà tìm hiểu cái bệnh rối loạn tiền đình thì chúng ta nên biết cái hệ thống tiền đình này là gì thì như ở trên màn hình các bạn thấy đó tiền đình nó là một cái bộ phận nằm ở phía sau hai cái ốc tai hai bên tai của chúng ta nó có một cái vai trò là giữ thăng bằng cho cơ thể của chúng ta trong không gian, nó biết được vị trí của chúng ta đang nằm ở đâu trong cái không gian đó và qua đó nó phối hợp các cái động tác như là cử động của tay chân, thân mình hay là cử động của mắt của chúng ta và các cái hoạt động này thì nó được chi phối bởi dây thần kinh số 8. Mời các bạn quan sát ở trên màn hình. Thì khi mà các cái chức năng của cái cơ quan tiền đình này nó bị rối loạn do nó giảm cái độ dẫn truyền thần kinh hoặc là do nó thiếu cái sự vận chuyển máu theo cái mạch máu đến nó chi phối cho cái cơ quan tiền đình này chính vì vậy mà nó làm tổn thương cái chức năng của nó cho nên chúng ta gọi là rối loạn tiền đình do nó rối loạn cái chức năng của nó nó sẽ làm cho chúng ta mất cái thăng bằng trong cơ thể chúng ta đi loạn trọn chóng mặt hoa mắt ủ tai đặc biệt là chúng ta cảm thấy nhà cửa cây cối ở chung quanh chúng ta nó quay tròn như thế này và qua đó có thể nặng hơn nữa thì cho làm cho chúng ta nôn ói thì những cái triệu chứng này nó sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần và nó có thể xuất hiện đột ngột nó khiến cho chúng ta rất là khó chịu ảnh hưởng tới cái sinh hoạt và cái sức khỏe của người bệnh rất nhiều với những cái triệu chứng như vậy thì chúng ta gọi đó là bệnh rối loạn tiền đình à, phần thứ hai chúng ta sẽ phân loại và các cái triệu chứng của từng cái loại rối loạn tiền đình này. Thứ nhất là rối loạn tiền đình ngoại biên. Thì rối loạn tiền đình ngoại biên đó, tức là nó có những cái tổn thương ngay tại ở vùng tai trong và đối với lại cái rối loạn tiền đình ngoại biên này thì thường gặp 90 đến 95% các cái bệnh nhân gặp ở trong cái trạng thái rối loạn tiền đình ngoại biên thì nó có nhiều cái nguyên nhân gây ra cái rối loạn tiền đình ngoại biên và cái biểu hiện lâm sàng của nó cũng tùy thuộc vào các cái nguyên nhân đó với các cái biểu hiện là các cái cơn chóng mặt rất là rầm rộ nặng nề nhưng mà cái thời gian thì nó lại rất ngắn nó từ vài giây cho đến tối đa là một phút và cái cơn chóng mặt này thì nó cũng chỉ thoáng qua và nó xảy ra trong một cái thời gian rất ngắn như vậy nó xuất hiện khi mà chúng ta thay đổi tư thế như là chúng ta lắc đầu hoặc là chúng ta um, nằm từ cái tư thế nằm chúng ta ngồi dậy hoặc là từ ngồi dậy chúng ta đứng lên, chúng ta thay đổi tư thế thì nó sẽ xuất hiện cái gương chóng mặt này. Nếu mà cái người bệnh mà bị rối loạn tiền đình ngoại biên nặng đó thì ngoài cái chóng mặt dữ dội nó còn có các cái triệu chứng đi kèm như là nôn ói nhiều và kéo dài nó có thể gây ù tai, giảm thính lực, nó nặng đầu làm cho người bệnh khó tập trung rối loạn cái vận mạch khiến cái da của người bệnh đó, nó, nó, tái xanh lại và nó vã mồ hôi ra thứ hai là một cái loại rối loạn tiền đình gọi là rối loạn tiền đình trung ương thì cái rối loạn tiền đình trung ương này đó nó tổn thương tại cái hệ thống thần kinh trung ương nó chiếm khoảng từ 5 đến 10 phần tình trạng này thì nó xảy ra do cái sự tổn thương ở nhân tiền đình và nó tổn thương các cái dây tiền đình ở thân não tiểu não mà nguyên nhân có thể là do tai biến mạch máu não các cái bệnh lý về viêm não u não chẳng hạn và nó thường gặp mà những cái biểu hiện của tình trạng tổn thương ở cái hệ thống tiền đình này á, thì người bệnh đi đứng khó khăn khi mà thay đổi tư thế thì thường là bị tráng váng chóng mặt thỉnh thoảng có kèm theo tình trạng nôn ói tuy nhiên thì cái cơn của nó thường nhẹ hơn và nó kéo dài hơn nó không có rầm rộ như là rối loạn tiền đình ngoại biên và cái thời gian của nó thì không có ngắn nhưng mà thường là nó cái cơn chóng mặt nó nhẹ nhưng mà nó lại kéo dài liên tục nó không có thành cơn như là cái rối loạn tiền đình ngoại biên cái nguyên nhân của rối loạn tiền đình ngoại biên thì đa số là nó do viêm cái thần kinh tiền đình thứ nhất phải kể đến là do một số loại virus như là zona chẳng hạn mà rồi thủy đậu quay bị nó cũng chiếm khoảng 5% các cái trường hợp gây rối loạn tiền đình ngoại biên rồi nó có thể gây liệt cái, cái thần kinh tiền đình nó dẫn đến cái tình trạng mà chóng mặt xuất hiện đột ngột kéo dài từ vài giờ có khi là đến hàng tháng và thường thì nó không có cái rối loạn cái thính lực khác với lại cái hội chứng Meniere nó làm cho người ta bị rối loạn cái cái sức nghe của tai. Thứ hai nữa là rối loạn do nguyên nhân chuyển hóa thì một số bệnh như là chúng ta thường gặp là bệnh tiểu đường hay là bệnh suy giáp cũng có thể đưa đến cái tình trạng rối loạn tiền đình ngoại biên một nhóm các cái nguyên nhân khác như là hội chứng mine thì nó là cái hội chứng mà phù nề cái vùng tai trong lên nó cũng gây ra cái tình trạng chóng mặt như vậy rồi một số các cái bệnh lý nhiễm trùng như là viêm tai giữa cấp hay là mạng tính rồi một số các bệnh lý như là chấn thương ở tai trong u dây thần kinh số 8. một cái bệnh lý nữa cũng thường gặp đó là bệnh sỏi nhĩ các bạn hay còn gọi là thạch nhĩ lạc chỗ thì vì một cái lý do nào đó mà những cái viên sỏi nhỏ trong tai này nó đi lạc vào cái vành bán khuyên thì nó cũng gây ra cái tình trạng chóng mặt. Thì cái trường hợp này nó gây chóng mặt rất là dữ dội các bạn. Thì trong cái chương trình sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số các cái thủ thuật để mà chúng ta điều trị cái tình trạng rối loạn tiền đình do sỏi nhĩ này. Ngoài ra thì còn một số các cái tác dụng không mong muốn khi mà chúng ta dùng một số loại thuốc như là septomycin, zantamycin thì nó cũng có gây ra những cái triệu chứng chóng mặt như thế này. Ngoài ra thì chúng ta sử dụng rượu, ma túy hay là chúng ta đi tàu xe cũng có thể gây ra những cái hiện tượng chóng mặt. Thứ hai là các cái nguyên nhân gây rối loạn tiền đình trung ương thì thứ nhất phải kể đến là thiểu năng tuần hoàn sống nền. Thứ hai là hạ huyết áp tư thế rồi ngoài ra còn có các cái hội chứng như là hội chứng game member hội chứng nhồi máu tiểu não rồi các cái hội chứng như là sơ cứng mạch rải rác chẳng hạn hoặc là một số các cái hội chứng u như là u tiểu não rồi các cái hội chứng như là nhức đầu migraine bệnh Parkinson rồi khi mà cái thần kinh số 8 nó bị tổn thương do giang mai thì nó cũng gây ra cái hiện tượng chóng mặt như thế này. Trường hợp mà rối loạn tiền đình trung ương này đó thì các cái triệu chứng của nó thường nhẹ nhưng mà kéo dài và cái tiên lượng của nó thì thường là dè dặt hơn rối loạn tiền đình ngoại vi. Phần thứ tư tôi sẽ trình bày một số các cái phác đồ điều trị rối loạn tiền đình. Thì như quý vị đã biết, bản chất của rối loạn tiền đình không phải là một cái bệnh lý cụ thể mà nó là một cái hội chứng tập hợp nhiều các cái triệu chứng khác nhau như là chóng mặt hoa mắt đau đầu ù tai nên không có một cái phương pháp điều trị đặc hiệu nào dành riêng cho cái bệnh này mà cái việc điều trị chúng ta phải dựa trên cái nguyên tắc là phải tìm ra được cái nguyên nhân nào gây ra cái hội chứng rối loạn tiền đình này để từ đó chúng ta mới có một cái phác đồ điều trị cụ thể khi mà chúng ta điều trị được nguyên nhân thì cái điều trị rối loạn tiền đình này nó mới điều trị dứt điểm và mới khỏi hoàn toàn được. Chưa có một cái loại thuốc điều trị đặc hiệu nào cái bệnh rối loạn tiền đình. Tuy nhiên chúng ta phải dùng các cái loại thuốc để điều trị các cái triệu chứng nhằm giảm bớt cái biến chứng do cái rối loạn tiền đình gây ra và kiểm soát cái bệnh này được tốt hơn. Thì sau đây là một số các cái nhóm thuốc mà chúng tôi thường dùng. Thứ nhất là cái nhóm thuốc thần kinh thì đây là những cái loại thuốc mà nó có khả năng hỗ trợ suy giảm cái chức năng tiền đình giảm căng thẳng xoa dịu thần kinh an thần giảm cái stress cho người bệnh qua đó giảm được cái triệu chứng của rối loạn tiền đình rồi giảm được cái chứng mất ngủ phục hồi cái khả năng tập trung của người bệnh điển hình như một số thuốc là taganin zinco biloba vibotepsin chẳng hạn thì đó là một cái số các cái nhóm thuốc thuộc cái nhóm thần kinh. Thứ hai là một số các cái nhóm thuốc hoạt huyết, điển hình như là beta histin, amicin, ducin thì những cái nhóm thuốc này đó nó có khả năng tăng cường cái tuần hoàn não, tăng cường hoạt huyết và nó giúp cho điều hòa máu huyết lưu thông đến cái hệ thống tiền đình, giảm cái nguy cơ thiếu máu não người bệnh rối loạn tiền đình thì sử dụng thuốc này giúp cải thiện rất là nhanh chóng các cái triệu chứng như là chóng mặt, hoa mắt, chóng váng, xây sẩm, rồi đứng ngồi không có vững, chóng váng dễ té ngã. Thì khi mà chúng ta dùng một số các cái loại thuốc hoạt huyết này thì nó cũng cải thiện rất là rõ ràng. Thứ ba là nhóm thuốc kháng histamin thì thuốc cái nhóm này nó có tác dụng cải thiện các cái triệu chứng như là hoa mắt, chóng mặt buồn nôn ù tai và nó giảm được các cái triệu chứng nôn ói ở một số bệnh nhân một số mà chúng ta thường dùng đó là tăng thứ tư là cái nhóm thuốc an thần như là diazepam cái nhóm thuốc thảo dược như là rotunda. nó có tác dụng giảm lo âu giảm căng thẳng cho người bệnh Thứ năm là các cái nhóm thuốc chống nôn ói như metoclopramide chẳng hạn mà chúng ta sử dụng để giảm cái sự nôn ói cho người bệnh. Ngoài ra chúng ta còn dùng một số các cái loại thuốc như là kháng viêm kháng sinh thì những cái loại thuốc này phải do bác sĩ chỉ định chứ các bạn không nên tự ý mà mua dùng những cái loại thuốc kháng viêm kháng sinh này. Thứ năm là các cái biện pháp phòng ngừa thì để cải thiện cái triệu chứng và phòng ngừa cái bệnh rối loạn tiền đình tái phát thì chúng ta nên chú ý một số các cái vấn đề sau đây thứ nhất là chúng ta hạn chế đi lại di chuyển bằng xe bằng tàu thuyền và các cái phương tiện giao thông mà nó dằn sóc nó di chuyển với vận tốc nhanh và chúng ta cũng hạn chế đến những cái nơi đông người trong một cái thời gian dài khi mà chúng ta đang là bị chóng mặt Ngoài ra chúng ta không nên uống rượu bia, cà phê, không hút thuốc vì nó sẽ gây kích thích cái hệ thần kinh của chúng ta, khiến cho cái vấn đề chóng mặt nó càng nặng nề thêm. Thứ ba là chúng ta phải tránh cái thần kinh của chúng ta quá căng thẳng, không làm việc quá mệt mỏi, tránh những cái áp lực công việc, tránh thức khuya, bảo đảm cái giấc ngủ của chúng ta và chúng ta tập thể dục nhẹ nhàng để tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể. Điều đặc biệt nữa là chúng ta cũng nên uống đủ nước từ 1 đến 2 lít nước một ngày bởi vì nước nó nó sẽ ổn định các cái lượng dịch trong cơ thể nó ngăn ngừa các triệu chứng chóng mặt do chúng ta bị mất nước ngoài ra chúng ta nên bổ sung một số các cái loại thực phẩm giàu vitamin B omega 3 hoặc là các cái loại rau xanh ngoài ra chúng ta cũng hạn chế ăn những cái loại thức ăn có nhiều muối các cái đồ ăn có nhiều dầu mỡ hoặc là những cái thực phẩm có cái tính kích thích cao. Ừ, cuối cùng thì chúng ta phải luyện tập thể dục thể thao để giúp cho tăng cái tuần hoàn máu cung cấp cho cái hệ tiền đình và làm giảm các cái triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, ù tai. Ngoài ra trong cái sinh hoạt thường ngày thì chúng ta không nên nằm gối cao, cũng không nên nằm võng bởi vì khi mà nằm võng nó đung đưa như vậy đó nó sẽ tăng cường cái sự dịch chuyển của cái đầu, nó làm cho cái hệ tiền đình của chúng ta càng thêm rối loạn trầm trọng thêm. Ừ, trong mọi các cái trường hợp mà khi mà các bạn phát hiện ra là mình bị chóng mặt đó thì các bạn phải đến các cái cơ sở y tế để các bác sĩ thăm khám tìm ra nguyên nhân để điều trị cho các bạn. Các bạn không nên tự ý dùng thuốc ở nhà khi mà chúng ta chưa biết được bản chất của cái vấn đề chóng mặt nó xuất phát từ đâu thì trên đây là một số những cái kiến thức cơ bản về cái hội chứng rối loạn tiền đình. Tuy là nó là một cái căn bệnh rất là phổ biến nhưng mà chúng ta cũng dễ dàng bỏ sót những cái nguyên nhân gây rối loạn tiền đình mà nếu mà chúng ta không phát hiện kịp thời thì nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh như là những cái trường hợp mà chóng mặt do u não, do hẹp động mạch cảnh thì nó cũng ảnh hưởng trầm trọng đến cái tính mạng của người bệnh rồi ngoài ra chúng ta còn gặp trong những cái trường hợp mà nhồi máu não, tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm cho tính mạng người bệnh. chính vì vậy mà các bạn không nên tự ý dùng thuốc ở nhà khi mà chưa có ý kiến của bác sĩ. À, như vậy là tôi đã trình bày xong cái à, bài về hội chứng rối loạn tiền đình. À, xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và mong rằng sẽ được gặp lại các bạn trong những cái chương trình kỳ tới. xin kính chào tạm biệt các bạn. Các bạn vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về căn bệnh rối loạn tiền đình. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin các bạn vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp để bảo vệ sức khỏe của con người kính chúc các bạn một ngày chủ nhật an lành và hạnh phúc xin kính chào tạm biệt